Theo Hiệp hội Vận tải ô tô thành phố Hà Nội, Grab, Uber là loại hình vận tải hành khách mới, hoạt động dưới hình thức xe hợp đồng điện tử và hiện vẫn chưa có tem hay phù hiệu để có thể nhận diện phương tiện. Dù thời gian qua thành phố Hà Nội đã đưa ra nhiều hình thức quản lý, mục đích là đảm bảo sự cạnh tranh công bằng giữa taxi truyền thống và Grab, Uber, nhưng thực tế vẫn chưa đem lại hiệu quả. Cụ thể, như hình thức cấm đường xe Grab, Uber hoạt động trong giờ cao điểm trên một số tuyến đường, nhưng loại hình phương tiện này vẫn trá hình hoạt động bằng hình thức bỏ phù hiệu. Vì thế, cần phải có giải pháp về mặt quản lý, tăng sự nhận biết. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cũng đã phát biểu rằng là đề nghị là có cái logo để nhận dạng Uber Grab, chứ nếu không thì nó không phân biệt được, do đó không quản lý được theo chế tài quy định. Về phía cá nhân tôi thì tôi cũng không tham gia gì về vấn đề này, nhưng khi đi trên đường với lái xe Uber Grab thì họ cho rằng nếu mà lại gắn màu cho Uber Grab thì thứ nhất là họ sẽ bỏ không tham gia Uber Grab nữa, bởi vì xe của họ là xe cá nhân. Cái thứ hai là theo cái nhu cầu của khách hàng nó muốn đi cái xe cá nhân, muốn đi cái xe mà không có màu, không có biển, không phải taxi, thì đấy là một cái số nhu cầu của người dân. Và cái thứ ba thì họ sợ rằng là khi gắn màu lên thì Uber Grab nó sẽ biến thành xe dù. Trong khi đó, theo quan điểm của nhiều lái xe, việc tăng sự nhận biết cho cơ quan quản lý về xe Uber Grab là rất cần thiết, đảm bảo được sự cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp vận tải, hạn chế các rủi ro phát sinh cho hành khách. Khi Uber với Grab ra thì bọn em khó làm lắm. Vì thứ nhất là bây giờ may là có cái thủ tục là cấm tem cũng như là taxi, thì đâm ra bọn em còn dễ hơn. Từ đầu trước thì là các cái xe đấy vẫn thông dụng hơn như bọn em. Và thứ hai nữa, có hai cái xe đấy nếu mà không đeo màu thì bọn em càng ngày sẽ càng khó khăn nữa. Dân bây giờ thông dụng, mọi người bây giờ đa phần là chọn phương tiện của Uber Grab. Còn đâu truyền thống thì những người vì già hoặc là những người không dùng các điện thoại thì là họ mới gọi taxi truyền thống như bọn em vậy. Bây giờ là nhà nước quản lý xe chưa được cho lắm, bây giờ cho quá nhiều xe vào đã gây ra ùn tắc đường, và những cái xe đấy hiện tại các một số tuyến đường nó cấm nhưng mà người ta vẫn đi được và được. Đã tháo cái tem hợp đồng ra, người ta vẫn vào đi và phổ có bình thường. Liên quan tới câu chuyện này, dường như hiện lại không được nhiều lái xe Grab, Uber quan tâm, nhất là những người có phương tiện hoạt động chuyên nghiệp. Như trường hợp anh Trần Ngọc Thái, lái xe Uber cho rằng hiện lượng khách đi xe khá đông, nếu gắn màu hoặc phù hiệu nhận diện thì chắc chắn lượng khách sẽ tăng đột biến. Thực ra nó không ảnh hưởng lắm, bởi vì tại sao? Có những cái đường cấm thì vẫn có thể mình vẫn cứ, nó không ảnh hưởng lắm, bởi vì có những cái nước giờ thì 1-2 tiếng xong rồi sau mình lại vẫn cứ vào bình thường thôi. Thì nó không ảnh hưởng gì đến cái thu nhập và cũng không ảnh hưởng gì đến cái kinh doanh của mình cả. Tại bây giờ mình chạy đã không có màu thì khách đã nhiều rồi, mà có màu nữa thì khách người ta lại càng vẫy, lại càng thêm khách thôi, lại càng tăng thêm thu nhập. Bình thường như bây giờ mình đi khách người ta cũng đã vẫy, người ta hỏi, người ta đi. Rồi bây giờ mà thêm màu hoặc là thêm biển số với các cái thì người ta lại phân biệt, nên mình lại càng dễ. Dù muốn hay không, Hiệp hội Vận tải ô tô thành phố Hà Nội vẫn bảo lưu quan điểm đó là tăng sự nhận biết thương hiệu của xe Grab, Uber để nâng cao công tác quản lý. Còn việc gắn màu đèn, hiệp hội này cũng lo ngại gia tăng tình trạng taxi dù, khiến tình trạng quản lý vận tải thêm lộn xộn. Khi có gắn màu vào mà lại biết Uber Grab thì chắc chắn là người dân sẽ vẫy nhiều hơn, và chính như thế thì làm thiệt thòi cho cái số lượng khách của cái xe taxi truyền thống. Bởi vì hiện nay cái xe taxi mà chính hãng là có màu, có biển, cho nên chúng tôi đi đường là đứng, khi cần thiết là đứng vẫy, mà nhìn thấy đó là taxi thì chúng tôi vẫy. Thế nhưng mà đến khi mà Uber Grab nó cũng gắn màu thì chúng tôi cho rằng là chúng tôi phải chờ đợi Uber Grab đến để chúng tôi đi, vì giá cả nó hợp lý và phù hợp với cái yêu cầu của chúng tôi. Đấy. Cho nên chúng tôi cho rằng những cái dư luận đó cũng chỉ là dư luận xã hội, chưa có văn bản nào quy định, cho nên chúng ta cứ bình tĩnh để chờ cơ quan nhà nước phê duyệt khi sửa đổi cái nghị 86, trong đó có cái việc nhận dạng Uber Grab. Uber Grab hiện đang chiếm một thị phần rất lớn trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tương tự như taxi truyền thống. Việc tăng cường hoạt động quản lý là rất cần thiết để đảm bảo sự cạnh tranh công bằng, đảm bảo quyền lợi khách hàng cũng như doanh nghiệp vận tải.